Mang cái máy xạ phân bằng điện này, đây là phân tôi vừa mua này, xạ phân bằng điện ra để mà chạy thử cho mọi người xem nó có hiệu quả không. Đây đổ hết. Đây anh đứng ra đây hướng dẫn này của chúng ta này, trước tiên là ra nhiều hay ra ít phân này, là mình mở ra này, đấy mở phân là phân chạy xuống này, đấy, phân đây nhìn là đường trắng là phân chạy trắng ở đây luôn này, thì xong rồi đến chỗ này để mình sẽ là ở đầu ấy nữa, mình ra mạnh hay ra nhẹ rồi nó lại ở chỗ này nữa đấy. Đây tôi sẽ mở chế độ này ra vừa này, ra tầm giữa giữa thôi đấy, xong rồi là bật này. Thì bạn em đã quay thử rồi thì là lần đầu sử dụng, thì bây giờ là có kinh nghiệm rồi thì là chia sẻ lại. Thì cái chỗ này ạ, thì thật ra là chúng ta là chỗ là để mà cho ra phân thôi, các bạn cứ mở kịch đi cho nó ra hết phân, ra phân nào mà nó để nó xuống cái đường ống này này thì nó kín cả đường ống này, thì đến bên chỗ này này thì bộ phận đóng mở này mới là cái để mà là cho chúng ta là phân ra nhiều hay ra ít. Thì bạn sẽ chỉnh ở đây đấy, bạn sẽ chỉnh phân ra nhiều ra ít ở đây. Ở đây là về đang mức không này, còn đây lên đây là kịch, kịch kia là phân ra nhiều nhất này. Và có thể mở ra này, có cái độ tỏa của chiếc máy này. Đó. Vâng, đây là như thế thôi.